trưa ngày 4 tháng 9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, Công an tỉnh đang phối hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc nam thanh niên tự tưới xăng lên người và châm lửa đốt trước cổng một cơ quan. Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, cán bộ trực chốt tại cổng bảo vệ Công an thành phố Thủ Dầu Một phát hiện một nam thanh niên đi bộ đến trước khu vực cổng cơ quan, rồi lấy một túi ni lông có chứa xăng và ném vào chốt gác bảo vệ cổng của đơn vị này. Sau đó, người này tiếp tục lấy trong ba lô một túi ni lông có chứa xăng và tự tưới lên người rồi châm lửa đốt. Lúc này, lực lượng Công an thành phố Thủ Dầu Một đã nhanh chóng dập lửa, đưa nam thanh niên đi cấp cứu. Qua xác minh ban đầu, nam thanh niên sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú xã Minh Sơn, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Người thân của nam thanh niên cho biết, nam thanh niên có dấu hiệu tâm lý bất ổn, thần kinh không ổn định từ trước,